Bạn vừa xem xong video phân tích của chúng tôi, sau đây sẽ là video hướng dẫn cách làm một cái đồng hồ hình tay gấu màu vàng đáng yêu như thế này. Bây giờ các bạn bắt tay vào làm cùng mình nhé. Bây giờ mình sẽ cắt hai cái tay. Hai cái tay mình sử dụng đồng màu vàng luôn nhé. Rồi mình sẽ cắt ra hai mảnh giấy này, sau đó mình sẽ vẽ hai cái tay ra đây. Mình sẽ cắt tay ra nha. Tiếp theo mình cần làm lỗi tay. Lỗi tay mình sẽ sử dụng bằng màu xanh. Cái phần lỗi tay này mình cũng làm giống như cái tay màu vàng, nhưng mà mình sẽ cắt nó nhỏ hơn một xíu. Mình cũng sẽ cắt ra, sau đó mình sẽ vẽ cái lỗi tay vào đây. Mình sẽ dán lên cái tay màu vàng nhé. Đó. Cái tiếp theo này. Mình sẽ gắn lên cái đồng hồ này. Mình sẽ dán nó lên. Mình sẽ dùng màu xanh để trang trí thêm này. Tô cái viền tai cho nó đậm lên.
cái viền tay trong đây này. Tiếp theo thì mình sẽ cần cắt một quả lắc nha. Để cắt một quả lắc thì mình sẽ cắt thêm một cái đường thẳng. Sau đó bây giờ mình sẽ cắt một cái quả lắc hình tròn màu cam. Đó, mình đã gắn xong cái quả lắc màu cam. Tiếp theo mình sẽ gắn nó lên cái đồng hồ nha. Như vậy là mình đã làm xong một chiếc đồng hồ màu vàng có hình tay gấu và quả lắc màu cam vô cùng là dễ thương như thế này. Đó, và rất là dễ làm nha. Mình chỉ cần những cái tờ giấy bìa màu hoặc là tờ giấy thủ công thôi. Các bạn có thể tận dụng những cái tờ giấy để làm ra những cái đồng hồ xinh xắn giống như mình nha. Và video của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người ở các video tiếp theo nha. Xin chào tạm biệt. Bye bye.